bạn, tươi trẻ với làn da căng mịn và khỏe khoắn. Tiêu UV, ô nhiễm môi trường, căng thẳng, mụn và lão hóa khiến cho làn da trở nên mất dần sức sống và xuất hiện các vết thâm, nám, sạm, tàn nhang. Và làn da sạm nám và không đều màu cũng là nỗi lo thường gặp nhất của rất nhiều phụ nữ châu Á. Các anh chị đang lo lắng làm sao để bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại, cũng như tìm kiếm giải pháp nào có thể trả lại cho làn da trắng, sáng, rạng rỡ. Giờ đây các anh chị sẽ không cần phải lo lắng nhiều với làn da sạm nám nữa đâu. Dòng sản phẩm Artistry Ideal Radiant với công nghệ làm sáng da 3D sẽ mang đến giải pháp cho làn da trắng sáng, đều màu và rạng rỡ nhờ vào các khả năng nổi bật. Ngăn ngừa sự xuất hiện của nám, vết thâm và vùng da không đều màu. Tác động lên nám, vết thâm và vùng da không đều màu, bảo vệ da trước những tác động của ô nhiễm môi trường. Phần thực hiện các thao tác chăm sóc da với các sản phẩm Artistry Ideal Radiant sẽ được thực hiện bởi chuyên gia của Artistry. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa sạch da mặt bằng sữa rửa mặt trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant để làm sạch lớp trang điểm còn sót lại và bụi bẩn. Các anh chị lấy một lượng sản phẩm vừa đủ ra lòng bàn tay, thêm ít nước, đánh tạo bọt trên lòng bàn tay. Sau đó chúng ta sẽ massage nhẹ nhàng khắp mặt và cổ theo chiều xoay tròn từ dưới lên trên để làm sạch kỹ phần bụi bẩn và tế bào chết. Các anh chị rửa mặt sạch lại bằng nước và sau đó dùng khăn bông mềm để thấm khô da mặt. Sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant thì làn da trở nên sạch sẽ và sáng mịn hơn. Da sạch và ướt là lúc lỗ chân lông giãn nở to. Và lúc này là lúc tốt nhất để dưỡng da vì các dưỡng chất sẽ được hấp thu trọn vẹn nhất. Nên bước tiếp theo, các anh chị sử dụng sữa dưỡng cân bằng trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant. Sữa dưỡng cân bằng trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant sẽ là bước giúp cân bằng, cung cấp độ ẩm và mang đến làn da trắng sáng tự nhiên. Sau bước rửa mặt, các anh chị lấy một lượng vừa đủ sản phẩm ra tay và thấm đều lên miếng bông cô tông. Các anh chị dùng bông cô tông nhẹ nhàng thoa đều sữa dưỡng lên da mặt và vùng da cổ để hiệu quả đồng đều màu. Lưu ý là tránh vùng mắt ra nhé, để tránh bị tổn thương mắt khi chăm sóc da. Bước làm sạch và cân bằng da đã xong, các bạn tiếp tục chăm sóc da bằng các sản phẩm dưỡng da nhé. Đầu tiên, các anh chị sử dụng tinh chất dưỡng trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant. Tinh chất dưỡng trắng sáng da tự nhiên Artistry Ideal Radiant có kết cấu khá mịn. Với tinh chất này sẽ giúp ngăn ngừa vết thâm nám cho da sáng và đều màu hơn. Các anh chị lấy một ít kem vừa đủ, nhẹ nhàng thoa đều sản phẩm vào vùng da mặt và cổ. Massage nhẹ nhẹ để tinh chất thẩm thấu sâu vào da. Tinh chất làm mờ nám và vết thâm Artistry Ideal Radiant sẽ là bước tiếp theo để làn da được chăm sóc và trắng sáng như mong đợi. Các anh chị lấy một lượng sản phẩm vừa đủ ra tay, thoa sản phẩm lên vùng thâm nám rồi massage nhẹ nhàng để tinh chất thẩm thấu đều vào da. Tinh chất làm mờ nám và vết thâm Artistry Ideal Radiant là sản phẩm chuyên dùng đặc biệt cho những vết sạm nám trên da mặt. Dùng thường xuyên để giúp làm mờ những vết sạm nám cứng đầu và trả lại làn da đều màu và trắng sáng tự nhiên. Tinh chất làm mờ nám và vết thâm Artistry Ideal Radiant là sản phẩm chuyên dùng đặc biệt cho những vùng vết sạm nám trên da mặt. Dùng thường xuyên để giúp làm mờ những vết sạm nám cứng đầu, trả lại làn da đều màu và trắng sáng tự nhiên. Da người châu Á mình thường hay khô, bong tróc, không đồng đều màu. Vì vậy, với bước tiếp theo, chúng ta cần sử dụng sữa dưỡng ẩm trắng sáng da tự nhiên Ideal Radiant để giúp tăng cường độ ẩm cho da hơn. Các anh chị nhấn 2 đến 3 lần để lấy lượng sản phẩm vừa đủ. Chấm sản phẩm 5 điểm lên da của chúng ta đã được làm sạch và cân bằng. Các anh chị chấm đều trán, hai gò má, chóp mũi và cằm. Lưu ý tránh tiếp xúc trực tiếp với vùng mắt nhé. Sau cùng của các bước dưỡng da là sử dụng kem dưỡng ẩm trắng sáng da tự nhiên Ideal Radiant. Đây là lớp kem dưỡng ẩm có thành phần dưỡng ẩm vượt trội sẽ giúp tái tạo lớp màng dưỡng ẩm tự nhiên cho da bạn, duy trì để làn da anh chị luôn trắng sáng, ẩm mượt và đều màu. Các anh chị dùng thanh lấy một lượng sản phẩm vừa đủ. Chúng ta sẽ thoa đều sản phẩm trên da mặt và cổ theo chiều vòng tròn nhé. Như vậy, với bước chăm sóc da bằng kem dưỡng ẩm trắng sáng da tự nhiên Ideal Radiant sẽ giúp tăng cường vượt trội độ ẩm cho da, đồng thời giúp cho da của các anh chị trở nên trắng sáng và mịn màng hơn.
Sau khi chăm sóc da hoàn tất thì các anh chị cũng đừng quên thoa sữa dưỡng chống nắng Idealion SPF 50 BA 4+ trước khi ra ngoài đường nhé. Thói quen thoa sữa chống nắng rất quan trọng để dưỡng da, ngăn da bị ánh nắng xâm hại, làm tổn thương làn da nhé. Các anh chị sử dụng bằng cách lắc đều, lấy một lượng sữa vừa đủ, thoa nhẹ nhàng lên da mặt và cổ, dùng mỗi buổi sáng sau khi các anh chị đã chăm sóc da nhé. Các anh chị thân mến, dòng sản phẩm làm sáng da Artistry ID Radiant với công nghệ đột phá 3D cùng sức mạnh từ các loại thực vật độc đáo sẽ mang lại làn da trắng sáng, rạng rỡ và đều màu. Chúc các anh chị sẽ sở hữu làn da trắng mịn, rạng rỡ, tươi trẻ và đầy sức sống bằng cách chăm sóc da khoa học và đều đặn mỗi ngày cùng với Artistry ID Radiant nhé.